Thưa quý vị, trong những ngày tháng 7, Tuổi Trẻ Long An đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 năm 2020. Đó là lời tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ đối với các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 73 năm đã trôi qua, ngày 27 tháng 7 hàng năm trở thành ngày có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội sâu sắc. Những ngày này, hàng triệu tấm lòng người Việt luôn hướng về những địa danh lịch sử, nghĩa trang trên khắp cả nước. Những nén hương thơm, những nhành hoa tươi được thành kính dâng lên phần mộ những liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sau khi quét dọn và tụi em thắp hương trên những phần mộ của chiến sĩ thì em cảm giác rất là cảm động. Em nghĩ cái đó là một cách để mình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người đi trước đã hy sinh về đất nước sau này. Dạ, với công việc là dọn dẹp vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, em có cảm xúc là cảm thấy mình góp một phần gì đó sức lực của bản thân để xây dựng cảnh quan của nghĩa trang. Thì em cũng cố gắng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của đơn vị được giao. Với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, các cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh đã bày tỏ lòng biết ơn và tôn kính đối với những người đã anh dũng ngã xuống vì hòa bình và thống nhất của đất nước, vừa thể hiện nét đẹp văn hóa của lớp lớp các thế hệ mai sau ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ. Qua các hoạt động thiết thực, đền ơn đáp nghĩa gắn với chiến dịch thanh niên tình nguyện hè như chăm sóc, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tôi mong là mẹ sẽ tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống trường thọ bên con cháu để nhận được sự phụng dưỡng từ gia đình, đặc biệt là nhận được sự phụng dưỡng từ đảng và nhà nước. Ngày 27 tháng 7 đã đi vào lịch sử đất nước như một dấu ấn nhắc nhở mọi người về truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp giáo dục ý thức trách nhiệm, lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, đối với những chiến sĩ đã không tiếc xương máu vì sự tồn vong của Tổ quốc, của dân tộc.